Đường Văn Thái, kẻ tiểu nhân nhưng luôn xưng anh hùng, bán rẻ quê hương để đạt lợi ích cá nhân. Nhắc đến Đường Văn Thái, rất nhiều người nghĩ ngay đến những câu chuyện thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ mà Thái tỏ vẻ như nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí, Thái còn rất tự tin khi tuyên bố nắm giữ bí mật của rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Bởi thế nên, có một thời đã có đến 70.000 người theo dõi trang Facebook cá nhân của Thái. Thế nhưng, mấy ai biết rằng, kẻ lưu loa rằng đang nắm rất nhiều thông tin nội bộ ấy đang phải trốn chui, trốn lủi tại Thái Lan để chờ xin tấm vé định cư. Và có lẽ rất nhiều người nhẹ dạ cả tin sẽ vỡ mộng khi biết bộ mặt thật của y. Đường Văn Thái, sinh năm 1982, tại thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Giới thiệu về bản thân mình, Đường Văn Thái đã tự tạo cho mình một CV khá khủng, như đã từng làm việc tại vụ tổ chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng số 4 Nguyễn Cảnh Chân, từng là đảng viên đi đầu trong phong trào bỏ đảng. Thế nhưng, sự thật là từ năm 2001, Thái tham gia công tác đoàn tại thôn Hà Lâm 3, năm 2004 tham gia công tác đoàn tại xã Thụy Lâm và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2009, Thái làm hợp đồng tại Trung tâm Quỹ đất huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 2013, Thái thi công chức nhưng không đỗ. Từ đó, y cảm thấy bất mãn vì nhà nước không đánh giá đúng năng lực và xin nghỉ việc. Trong những tháng ngày bất mãn, ngẫm chí anh hùng ở Việt Nam không xứng, nên từ năm 2016-2017, Thái theo học thạc sĩ quản lý đất đai tại Seoul, Hàn Quốc. Trong thời gian học ở Hàn Quốc, Thái là con mồi tiếp theo được giới dẫn chủ nhắm đến. Bởi Thái có cái mắt đảng viên, còn gì thuyết phục hơn khi ngay chính những người trong nội bộ quay ra đấu tố, bôi đen, xuyên tạc về tổ chức của mình. Thế là các đồng bọn ra sức hà hơi, bơm kích, suy tôn Thái như một kẻ thức thời, sẽ là một trong những anh hùng cứu rỗi Việt Nam, thậm chí có khả năng lãnh đạo một đảng. Với trình độ thạc sĩ mà Thái đang theo học, tin chắc rằng y đủ kiến thức để nhận định được đúng sai từ những lời ru ngủ đó. Nhưng Thái mặc sức tận hưởng, bởi chỉ có như vậy Thái mới cảm thấy được tôn vinh, được sùng bái, được thỏa mãn cái tôi. Thứ cảm giác lâu nay vẫn bị đè nén dưới cái mác bất cần sự nghiệp, bất cần đời. Ngay sau đó, năm 2017, Đường Văn Thái đã chính thức cho phép mình sa ngã khi bước chân vào tổ chức Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nơi tổ hợp của những nhân vật cộng cán như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, đội lốt dận chủ, chống phá nhà nước, để chứng tỏ khả năng xuất chúng của mình. Cùng năm này, Đường Văn Thái đã khởi tạo và tham gia điều hành nhóm Lều của Đầy Tớ trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên đăng tải và phát tán những hình ảnh, thông tin sai lệch về nhà cửa, gia thế của các quan chức, lãnh đạo. Vào thời điểm xảy ra sự cố ở Formosa, Đường Văn Thái là một trong những gương mặt nổi cộm, lợi dụng sự cố này để kích động giáo dân, gây rối, bạo loạn. Đường Văn Thái cùng bè phái của mình trong hội anh em dân chủ như Thảo Teresa, Hòa Tezi, Lê Mỹ Hạnh kích động người dân mang cá chết ra giải đầy đường, chặn phương tiện đi lại trên quốc lộ. Từ vụ bạo loạn ở Formosa, Đường Văn Thái ảo tưởng sức mạnh, cũng đã từng xuống đường để tham gia biểu tình, tự đứng ra hô hào, kêu gọi bạo loạn rầm rộ. Tuy nhiên, chiêu bài ấy nhanh chóng bị các đồng nghiệp của Thái, vốn là các đàn anh trong giới dân chủ, gai mắt, vạch trần, cho rằng đó chỉ là kiểu chùm chăn hô xung phong, không có thực lực. Bị tẩy chay bởi chính những kẻ đồng hội đồng thuyền của mình ở miền Bắc, ngỡ tưởng Thái sẽ thức tỉnh. Ấy vậy mà y lại quyết định nam tiến để tìm đường sống cho cái sự nghiệp vừa lên đã lụi tàn. Sau khi nam tiến, nhận thấy chiêu trò đánh BOT của Trương Châu Hữu Danh đang nổi như cồn lúc bấy giờ, Đường Văn Thái nhanh chóng có đất diễn cùng với tài viết lách theo lối tung hỏa mù của mình. Thậm chí y không tiếc chi đậm, móc nối quan hệ để trở thành thành viên cốt cán của nhóm Bạn Hữu Đường Xa. Sau đó, lợi dụng nhóm này để thực hiện các hành vi chống phá, bôi nhọ chính quyền. Ít ai biết rằng, Bạn Hữu Đường Xa là một trong các nhóm chiến lược quan trọng của Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức đại lý của Việt Tân tại Việt Nam, nhằm tiếp cận anh em lái xe dễ bị kích động. Chính Đường Văn Thái cũng là kẻ cung cấp tiền lẻ cho nhóm Bạn Hữu Đường Xa.
là một kẻ đầu sỏ đánh BOT. Tự nhiên, một Đường Văn Thái ở đâu nhảy ra cướp miếng bánh. Trường Châu Hữu Danh tức giận, nổi đồng lên mạng tố Thái là kẻ dựa hơi mình mà sống. Thái không liên quan gì BOT. Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện ở cuộc chiến chống BOT bẩn vẫn là Thái Văn Đường, cứ như thủ lĩnh chống BOT bẩn. Ít ai biết rằng, sau thời gian quay cuồng xuyên tạc những bài viết công kích chống phá nhà nước năm 2019, Đường Văn Thái đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Ngay sau đó, vì quá lo sợ, Thái đã lén lút bỏ trốn sang Thái Lan để tìm một mảnh vé định cư nước ngoài. Thế nhưng, trên mạng xã hội, y vẫn khẳng định mình vẫn đường đường chính chính ở tại thành phố Hồ Chí Minh và không sợ bất cứ ai. Nếu để ý sẽ thấy, sau khi bỏ trốn sang Thái Lan, Đường Văn Thái còn điên cuồng gia tăng tần suất đăng, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc hiện thực khách quan, cố tình đổi trắng thay đen. Đó là vì có 3 lý do chính. Đầu tiên là để được xem xét tị nạn chính trị. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Đường Văn Thái đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan UNHCR chấp thuận cấp quy chế tị nạn. Thế nhưng, những chấp thuận đó đều có thời hạn. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Thái được UNHCR cấp quy chế tị nạn 18 tháng. Chính vì thế, y càng phải ra sức xuyên tạc, công kích bôi đen nhà nước Việt Nam, hòng lấy bằng chứng để được cấp quy chế tị nạn vĩnh viễn và có thể định cư sang nước thứ ba. Thứ hai, Thái sử dụng mạng xã hội để làm dịch vụ truyền thông bẩn. Đường Văn Thái sử dụng Facebook và YouTube đăng tải tất cả những thông tin, sự kiện nóng trong nước, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, doanh nhân, thông tin cá nhân về đời tư lãnh đạo các địa phương. Sau đó, giống như Trương Châu Hữu Danh, Bạch Hoàn, gây áp lực đến các doanh nghiệp, từ đó muốn gỡ bài phải chuyển tiền cho Thái. Ít nhất cho đến thời điểm này đã có 2 doanh nghiệp bị Thái hút máu. Thứ ba, kiếm tiền từ các dịch vụ quảng cáo của Google. Với đầu óc nhanh nhạy của kẻ vốn dĩ, nếu sáng suốt có thể đóng góp cho đất nước, nhưng Thái lại dùng nó để kiếm tiền bất chính, trục lợi cho bản thân, biến YouTube thành kênh tuyên truyền và kiếm tiền. Thái đã trục lợi hàng nghìn USD của Google từ những thông tin xào nấu, sai sự thật chống phá đất nước. Có thể thấy, ở Đường Văn Thái, bản chất một kẻ lười biếng, thích sống dựa vào bịa đặt, đi vào vết xe đổ của các đối tượng giận chủ khác như Nguyễn Ngọc, Như Quỳnh, Bùi Thanh Hiếu. Một tương lai tối tăm nhìn thấy trước, có lẽ sớm đến với Thái. Chẳng còn gì cay đắng hơn, đến khi quê hương cũng không thể trở về, nhất là trong bối cảnh dịch COVID đang hoành hành như hiện nay.